Hôm nay mình có lên trang web T-Win Killer gì đó, mình phát âm tiếng Anh không chính xác. Mình có đặt một cái máy lọc không khí mà ion cho xe hơi. Thì nghe một số anh em trên diễn đàn công nghệ á thì có review cái máy này rồi. Thấy xài rất ok. Thì hôm nay mình đặt về xài thử và review cho bạn xem nhé. Rồi ok. Và bấm mua hàng. Và anh em và hôm nay mình nhận được hàng rồi. Và chuẩn bị bây giờ là mình bắt đầu review đây. Đây, hôm nay mình có đặt một cái bộ lọc không khí. Mình đã khui rồi. Cái này là cái tẩu. Mình gói hàng cũng cẩn thận, đẹp á. Có bảo hành đầu hàng các bạn. Này, cái bảo hành lên trên Nam này. Cái này Mỹ nhá. Con tem này. Có thông tin bằng tiếng Anh mình cũng không dành mấy, các bạn xem nhé. Đây, xuất xứ từ Mỹ này, tem bảo hành chống hàng giả có hết. Cái tàu này là mình được tặng kèm nha các bạn, mình tặng hai món quà, một cái visa để dựng giấy tờ ô tô với một cái tai nghe bluetooth. Nhưng mà mình không lấy hai món quà đó nên người ta tặng cái này. Đây, cái này là có mình thấy cái này xịn hơn. Thôi giờ bây giờ mình khui cái này ra nhá. Mình mới cắt cái xong á. Cái này là khử cái ion. Xem chất lượng xem nào. Ô, cũng khá đầm tay á. Nó bằng nhôm. Mọi người bằng nhôm. Lát nữa mình sẽ thử lên xe mình thử cho các bạn xem. Nó khử được mùi thuốc lá các bạn. Có mấy cái video á của mấy bạn review á là khi hút thuốc lá xong bỏ vô một cái chai á, xong rồi bỏ cái này vô này. Mấy giây là nó khử hết rồi. Lát mình thử cho các bạn xem. Đây. Còn cái này. Cái này là cái tẩu này. Xe mình xe Mazda nên nó tẩu nằm trong cái hộp nên cái này câu ra. Ok, mình thử. Giờ mình đi cắt cái chai. Các bạn có biết tại sao phải cắt cái chai đi không? Cái cổ chai nó nhỏ quá, mình phải cắt đi để cho nó vừa cái máy. Đó, xong mình lấy một cái cây nhang. Nhang này nhang nhang mình lấy nhang mà nhang ăn thơm các bạn. Đó. Xong mình đốt nó lên ra khói, xong lấy cái mình cho khói vô cái chai. Khi nào mà khói vào trong chai nó đầy á, nó mịt mù luôn á, thì chúng ta sẽ cho cái máy lọc không khí vào đấy, chúng ta giữ cho chặt chặt vào. Bắt đầu chúng ta đến thời gian nhé các bạn. Đó. Đấy, cái khói ở trong trong cái chai nó dần dần nó mất nhé.
các bạn cũng đừng có hỏi mình là cái khói nó đi về đâu, tại vì cái nguyên lý hoạt động của ion á thì các bạn cũng biết rồi, còn những bạn nào chưa biết á, chúng ta lên mạng chúng ta search nha, thì cái nguyên lý hoạt động của ion nó khử khói, nó khử mùi, nó khử nấm mốc virus đó. Cái chai nó màu nó trắng lại chưa, trong tay mình cũng không có hở gì hết, khói không có ra gì hết nha. Đó, nên các bạn đừng có hỏi mình là khói nó hở cho cái tay mình, cũng có hở một chút xíu thôi, nhưng mà đa số là nó khử hết. Thấy ok không? Tạm thời là mình thấy ok đó. Chắc mình đếm bây giờ chắc tầm 10-20 đến tầm 30 giây là nó khử hết cái khói đó các bạn. Thấy cái chai là chắc bóc đây rồi. Nó không giống như một số cái máy mà nó lọc không khí, máy chạy ù nó hút khói vô rồi nó nhả không khí ra, cái này hay lắm. Được. Giờ mình ra mình thử mình cắm vào xe luôn, trải nghiệm luôn. Các bạn thông cảm nhé, tại mình cầm điện thoại bằng tay ấy, nên nó rung rung, nên các bạn chịu khó xem một xíu. Từ hồi ra chỉ thị 16 chống dịch cho các bạn ở nhà mít rồi, nên toàn mua đồ về nghịch không. Một số đồ mua nhiều lắm nhưng mà làm biếng review, lâu lâu mà cái nào mà nó hay mà cảm thấy nó có ích cho mọi người thì mình sẽ review lên. Còn những cái mà đồ chơi mà nó không có theo sở thích cá nhân đó, thì mình không review. Ví dụ như hôm mình mua cái này này, mình làm biếng review, nó nhiều chức năng hay lắm. Đây, lúc nãy mà mình kêu là người ta tặng cho mình cái này này, mình gắn đây này, đây mình có gắn một cái đầu USB, cái dây USB để kết nối để lấy nguồn điện về bên của cái này. Là mình dán vào đây rồi nên giờ mình không lấy ra được. Nha. Giờ thì mình lắp vào thôi. Đó. Đó. Nó hoạt động đơn giản mà. Thì để xe tầm 10 đến 15 phút là thầy thấy nó cảm nhận khác, khác không là do cảm nhận của mọi người nhá. Còn một số người thì thích xài cái lọc không khí một loại lớn, loại bởi chứ mình xài rồi, mình xài mà cái tròn tròn nó của Hyundai, nhưng mình thấy nó ồn quá, chạy nó cái không ổn. Nhưng mà nếu mà chạy bằng cái ion này nè, nếu mà đúng như một số bạn review trên mạng á, và theo cái cam kết của sản xuất cũng như cái cửa hàng á, thì mình thấy là xài này ổn. Thứ nhất là nó lọc được mùi này, thì mình có thói quen xấu là mình hay hút thuốc trên xe. Thứ hai á, mùi ẩm mốc. Thứ ba là khi mình đi xe thì nó tạo ra ví dụ có mùi nhựa đồ, mùi hôi á, thì ion nó xử lý hết các vi khuẩn, virus bình thường thôi, không phải là nó không có diệt được virus covid đâu các bạn nha. Nên nói chung là rất là nhiều anh chị em trên diễn đàn công nghệ người ta kêu xài cái này hay, mình trải nghiệm xong. Sau một thời gian ngắn thì mình sẽ cho các bạn một cái video review cảm nhận của mình nữa. Ok. Trong quá trình mà các bạn xem video á, thì các bạn thấy video có ích cho mình á, mình chia sẻ nó hay, thì các bạn cho mình một like và đăng ký kênh cho mình. Thì sau này ví dụ như là mình mua những sản phẩm hay hay về mình review cho các bạn xem, đôi khi có thể là hữu ích cho các bạn sao, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn nha. Thì mình xin kết thúc video ở đây.